Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi kích giờ bút đi. Ok, giờ mình sẽ vào game. Stop đây. Oh, Ok, mình vào cái con động vật này chơi trước đi. Xem con rồng trước đã. Đó rồi. Đây. Ui. Rồng đó nó bay ra năng lượng kìa. Zobidi bị cháy rồi. Vẫn là cháy. Lần này ra nó ăn luôn cái đầu của Zobidi này. Ồ. Xong luôn. Ôi, đang tạo hộp quà gì đây. Ôi, quảng cáo. Mình tắt chút quảng cáo đi ạ. Rồi ok, mình quay lại đây. Vẫn là xe di tiếp là chương trình con rồng. Nó dọn đây. Nó ra con đây. Ok, rồi mình sẽ cho rồng ra. Khạc lửa ăn robot đi. Đâu rồi, đây. Khạc hai lần rồi, lần cuối nó ra nó ăn thịt cái đầu nha các bạn. Rồi xong, bắt đầu luôn. Ui, được tiền tiếp đây. Khá nhiều tiền từ ông Zikit kia ông ấy cho. Ok, giờ mình sẽ đổi sang con động vật khác. Ôi, sao tổ kiến này này. Cho rồi đi lên tổ kiến ngồi. Thử ngồi 10 giây xem nó có hiện tượng gì nha các bạn. Đây, ok, mình sẽ để 10 giây đây. Cho đi, giờ đi công trong cái chuối này luôn. Xem thử 10 giây sau như nào. Ui, kiến vô đầy người Zobudi rồi. Rồi xong. Vẫn chưa thấy hiện tượng gì với Zobudi. Cho trong cái chuối tiếp. Ui, bị nhốt ở trong luôn rồi. Kiến bầu đen hết mặt. Ra chỉ toàn là xương thôi. Tan xương nát thịt luôn rồi. Ok. Gà. Còn chiếc mặt rồi bùi đi luôn. Rồi xong. Rồi bùi đi ngất luôn. Ăn nhiều trứng quá. Đúng cả mái mới đẻ có khác. Đẻ nhiều quá này. Ok, mình sẽ đổi qua con động vật khác. Snail này. Snake. Cầu cối. Đấy, lại nạp đạn tiếp. Khói độc, khói độc. Cho dù đi, gửi xong. Ôi, tan cháy người luôn. Ok, giờ mình sẽ chuyển sang tiếp theo là phút đi đây. À, làm súng bắn nào. Bắn này bắn hạt rẻ nào các bạn. Bắn này không đủ thấm cho body luôn. Ok, giờ mình sẽ đổi qua cái khác. Thiên thần Agel, làm sao để... Tại nó đây. Là đánh nốc Zobudi lên. Ok, mình sẽ thử. Đánh nó thử xem con thiên thần nó xuất hiện không. Mất rồi. Đâu? Thiên thần ăn gheo đâu? Đây rồi. Ồ, nó nhập vào thôi à? Lại những quả lửa tiếp. Giật tôi đi té người luôn kìa. Mẹ.
Né 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 ra. Ôi. Quả to quá, chạy không chạy nổi luôn. Chạy kìa nào cũng dính. Xoay. Ok, mình sẽ đổi qua tiếp. Vòng xoáy thời gian à. Cuốn cả zombie cả đồ vật vào luôn. Ui. Toàn đá sỏi luôn. Ok, mình sẽ đổi ra tiếp. Duyên, mưa này. Mưa này có hầu như không ảnh hưởng đến zombie luôn. Đây, smoke. Một luồng khói đen. Ui, nghe tiếng kinh dị thật. Zombie bị nó khiêng đi rồi. Sờ, ông cua. Thì một vòng rồi đi. Ồ, thiên thạch rơi, thiên thạch rơi. Ồ. Mưa đá, mưa đá. Cái này gọi là mưa đá các bạn. Đây gọi là thiên thạch này các bạn. Đây đây. Ok, mình sẽ giật set zombie. Giật tơi người nó lên luôn các bạn. Đây là cái búa của Thor. Đập mạnh vào cũng có set ra các bạn. Này. Zombie ngã tiếp rồi. Cho zombie chơi với set tiếp các bạn. Đây ok, set tìm. Cái gì kim cương đây? Đọc băng tôi đi luôn nào. Lại vòng lốc xoáy. Cái viên nó ngẫu nhiên. Ôi, nó tự hút đầu tôi đi kia kìa. Thật xét rồi. Ôi, chỉ còn đầu lâu luôn ra thôi. Nhìn thật kinh các bạn. Xem tiếp là màn biến đổi gì đây. Lốc xoáy à. Tiếp theo là gì đây? Lỗ hổng không gian. Ok, tiếp theo là phải đóng băng tiếp. Ok, mình sẽ qua cái retro khác. Đây là tụ đạn nó bắn rồi đi. Tụ ít nó ra đạn xanh này. Nhiều nó ra đạn đỏ không ạ? Ok, mình sẽ tụ nhiều. Đó. Hòn đạn to tếu luôn. Leva, lava. Ôi, dung nham các bạn ạ. Nhiều dung nham các bạn. Làm dù đi thấy nóng không? Cho thêm một tí nữa là đầy rồi. Sau đi đỏ người lên rồi. Như đang bị thiêu đốt vậy. Ok, mình sẽ đổi tiếp sang map nước rồi đi. Núi lửa phun trào. Ok. Đơn giản quá. Bây giờ gì đây? Ui, nghe tiếng kinh dị vãi các bạn ạ. Ôi, có mặt bàn này có 6 cái đầu rắn cơ. Lại được tiền rồi. Rồi xong. Cây ăn thịt người. Toang luôn rồi đi.
Ui, cây này có thể kéo dài vậy các bạn. Cho tít lên đây rồi. Giờ Bùi đang ngủ mình cũng ăn thịt luôn. Ok, rồi mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.